Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn về một cây thuốc có tên là cây cà hai lá. Cây cà hai lá là một loại cây thuốc rất ít tài liệu nói về nó và mọi người hầu như không ai để ý đến cái loại cây này. Cây cà hai lá nó có nguồn gốc từ Mexico và Trung Mỹ. Nó mọc hoang dại tự nhiên ở nhiều nước nhiệt đới và cận nhiệt đới. Nó đã được trồng làm cây cảnh, nhưng mà hiện nay thì nó đã trở thành cây mọc hoang ở nhiều quốc gia trên thế giới. Loại cây này, nó cho thấy một lợi ích đầy hứa hẹn. Nó có khả năng chống được khối u, gây đập tế bào ung thư. Nó chống lại các dòng tế bào ung thư biểu mô ruột kết và ung thư vú. Và nó được coi là một nguồn thuốc mạnh mẽ của các phân tử chống ung thư. Tuy nhiên, các dữ liệu nghiên cứu của khoa học về loài cây này thì nó còn rất là hạn chế các bạn. Nhưng mà mình cũng cố gắng chia sẻ đến các bạn một số ít thông tin về cái cây thuốc này. Ở nước ta thì cái cây cà hai lá này nó thường mọc hoang trong vườn, dọc theo đường đi, bãi hoang, đất trống. Cây cà hai lá thường ra hoa từ tháng 3 cho đến tháng 8 hàng năm. Nhưng mà đôi khi mình cũng thấy nó là cho ra hoa kết trái rải rác quanh năm luôn các bạn. Trước đây thì mình có xem được một bài báo nói về cách sử dụng làm thuốc theo kinh nghiệm dân gian của cái cây cà hai lá này. Thì trong cái bài báo đó người ta có đề cập đến một bài thuốc chữa về bệnh dạ dày. Nó được cho là rất hiệu quả. Bài thuốc này bao gồm là người ta sử dụng 20g cà hai lá phối hợp với 15g cây dạ cẩm và 15g lá dung. Người ta sử dụng bài thuốc này để chữa về cái hội chứng dạ dày tá tràng. Bài báo này cũng miêu tả là cái bài thuốc này nó vừa hiệu quả vừa an toàn. Tuy nhiên, các cái tài liệu nói về cây thuốc này còn rất là khan hiếm, cho nên mình cũng không có ý kiến gì. Nhưng mà đối với cái cây thuốc này thì có lẽ chúng ta còn phải nghiên cứu nó dài dài thôi các bạn. Hiện nay thì mình thấy ở Ấn Độ có tài liệu người ta cho rằng các cái bộ lạc và người địa phương thường dùng cái cây cà hai lá này để làm thuốc chữa bệnh hen suyễn và các cái chứng bệnh ngoài da. Còn tài liệu nghiên cứu thì người ta cho biết là cái cây cà hai lá này nó có khả năng là gây độc tế bào, có khả năng diệt một số dạng tế bào ung thư cổ, tế bào HeLa. Nó chống khối u, chống lại các dòng tế bào ung thư biểu mô ruột kết và ung thư vú. Và nó được coi là một nguồn thuốc đầy hứa hẹn trong nghiên cứu phòng chống bệnh ung thư. Tuy nhiên, các cái tài liệu này nó vẫn còn nằm trong phòng thí nghiệm, chưa được công bố rộng rãi ra bên ngoài. Cho nên mình chỉ có thể chia sẻ đến các bạn được có bấy nhiêu đây thôi. Các cái vấn đề chi tiết hơn thì có lẽ chúng ta phải chờ đợi thôi các bạn. Đối với cái cây cà hai lá thì mình chỉ chia sẻ được có bấy nhiêu đó thôi à các bạn. Bây giờ mình xin kết thúc video ở đây nha các bạn. Xin chúc sức khỏe và chào tạm biệt tất cả các bạn nha.